Bác nào quan tâm đến dòng xe BMW, mà đặc biệt là quan tâm đến dòng xe BMW đẹp và chất, thì gọi điện cho em nhé. Và đến xem xe trực tiếp luôn. Em ở số nhà 156 Ngô Bệ, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Đấy. Em nhấn mạnh một điều rằng là bác nào quan tâm đến dòng xe chất thì hãng gọi điện cho em. Vì dòng xe chất ấy thì em bán là nó giá nó cao hơn cái dòng xe nó xe lát xe xấu một chút. Đấy. Thì đây là một chiếc xe BMW. Đấy, xe rất là chất luôn. Đời khá là cao. Đấy. Xe rất là đẹp luôn các bác nhé, màu đen xịn. Xe chạy ít. Xe chạy rất là ít luôn. Tất cả các thứ là con này là đều còn zin hết. Độ zin nguyên bản còn rất là cao. Đấy. Tất cả mọi thứ luôn, độ zin nguyên bản rất là cao. Sơn si còn nguyên bản. Đấy, sơn zin độ nguyên bản của sơn rất là cao luôn. Về đèn đấy. Đèn là cũng là đèn zin theo xe nhé. 4 đèn, 2 đèn trước, 2 đèn sau còn zin nguyên theo xe luôn. Và các bác biết đây, nhìn đây đúng không ạ? Các bác biết là chiếc xe này cái bộ đèn còn rất là mới, rất là sáng. Ngay từ cái phần đầu xe này thôi, các bác có thể là nhìn và cảm nhận được chiếc xe này nó như thế nào rồi đúng không ạ? Đấy, sơn si rất sạch đẹp, rất bóng bẩy, rất đẹp luôn. Đấy, mặt lạ được mạ chrome nguyên bản, xe rất là sáng. Chiếc xe này còn gần như mới luôn các bác nhé. Gần như mới luôn. Rất đẹp luôn, đúng không ạ? Đấy, bây giờ em check cho đây một chút. Và xem cái đèn này. Đây, vâng. Đèn bi các bác nhé. Đi trời đêm đấy, đi buổi đêm rất là sáng luôn. Rất sáng bóng. Đây logo biểu tượng của BMW còn rất là đẹp và mới. Con này là biển Hải Phòng 5 số, em mua của chính chủ luôn. Trước là biển 4 số nhưng bây giờ là người ta không thích biển 4 số là người ta chuyển sang biển 5 số để người ta chạy. Vâng. Đây là hình thức bên ngoài của chiếc xe BMW nhé. Bây giờ em quay xung quanh xe từ nội ngoại thất luôn, các bác xem và cảm nhận chiếc xe BMW này. Lốp còn rất là mới, na răng cũng vậy, rất là mới luôn. Ok, bây giờ em sẽ quay phần sườn của chiếc xe BMW này bên lái nhé. Đấy, các bác nhìn form xe còn rất là đẹp luôn nhé. Không bị va quệt, không bị đâm đụng gì, cho nên là cái form của chiếc xe này nó còn rất là đều. Rất là đều luôn. Và thân vỏ chỉ có tôn không, chứ không có, chỉ có tôn thôi chứ không có bả nhé. Không bị bả. Va chạm nó móp vào thì người ta bả vào là chuyện bình thường, nhưng mà chiếc xe này không bị bả các bác nhé. Đấy. Sơn si rất là bóng vẩy luôn này. Sơn si bóng vẩy sạch sẽ, soi gương được luôn. Coi gương luôn. Đấy, 4 quả na răng là na răng 17 con nhé. Rất là đẹp và rất là thể thao. Đây, chủ xe trước người ta cũng dán cái tem này vào, nhìn chiếc xe nó sẽ nổi bật hơn. Đúng không ạ? Và kính của chiếc xe BMW này vẫn là kính zin theo xe luôn. Đây, tem mác vẫn còn nguyên nhé. Đấy, 4 chính vẫn là kính xịn luôn đấy. Đấy, kính thì được bọc dán rồi, cho nên là các bác về không cần phải dán bọc gì hết. Chiếc xe này các bác mua về chỉ việc là đổ xăng chạy thôi chứ không phải làm gì cả. Mà xe này là nó là số tự động các bác nhé. Xe số tự động chạy rất là nhàn. Rất là nhàn nhã luôn. Và được trang bị rất là nhiều các chức năng và tiện nghi hiện đại. Theo xe cho nên là đảm bảo an toàn. Đấy.
và đảm bảo cho người ngồi bên cạnh, ngồi trong xe là cái sự an toàn. Và nhiều chức năng như vậy các bác lái nó sẽ nhàn hơn rất là nhiều. Đấy. Đây là cánh cửa đằng trên bên bên lái nhé các bác nhé. Cánh cửa đằng trên bên lái. Và đây em quay cả keo chỉ luôn đây. Keo chỉ thì con này còn zin nguyên hết, không mất một phân nào hết các bác nhé. Đấy, lòng trong này sơn vẫn còn là sơn zin nguyên theo xe luôn. Zin nguyên bán luôn. Đấy, ốc ác vẫn còn rất là sáng luôn này. Ốc vít còn rất là sáng. Táp ly của cửa đây, táp ly cửa còn như là mới luôn. Không bị mòn, không bị bạc. Đấy, không bị mòn, không bị bạc. Màu của da vẫn còn rất là sáng đẹp. Và táp ly cửa đây, đây là phần da bò các bác nhé. Da voi. Đây là da voi. Đấy, táp ly bọc da voi vẫn nguyên bản của xe. Và bốn cánh, mỗi cánh được trang bị một cái túi khí. Bốn cánh, mỗi cánh trang bị một túi khí nhá. Tổng chiếc xe này đấy là có tầm khoảng 8 túi khí. Đấy, bốn cánh cửa là 4 túi khí rồi đúng không ạ? Đấy, vô lăng một túi khí này và táp lô bên phụ một túi khí các bác nhé. Rồi. Ok, đây. Đây là phần đây chỗ này là chính là chỗ để chân của người ngồi lái. Đấy, có hai cần, một cần ga, một cần phanh. Đấy, một chỗ là để nghỉ chân. Rồi, đây là phần tắp lô của xe nhé. Phần tắp lô của xe đây. Đúng không? Nội thất còn rất là tươi. Nội thất xe rất là tươi luôn. Rất là tươi, sáng và rất là mới. Đây là bộ chỉnh đèn. Bộ chỉnh đèn nhé. Và đây em quay cái vô lăng của xe. Đây là vô lăng của xe các bác nhé. Vô lăng 4 chấu và được tích hợp rất là nhiều những cái chức năng tiện nghi rảnh tay ở trên cái vô lăng này. Đấy thì các bác biết là cái vô lăng này các bác nhìn đúng không ạ? Chiếc vô lăng này nhìn còn rất là mới. Và các bác sẽ biết rằng là các bác nếu mà đã đi xe và cũng biết về xe, hiểu am hiểu về xe thì các bác biết là chiếc vô lăng này nó thể hiện cho cái việc là đi nhiều hay đi ít đúng không ạ? Nếu đi nhiều thì cái vô lăng này nó sẽ bị bạc và bị mòn. Đấy. Bị bạc bị mòn đúng không ạ? Và đây em giới thiệu luôn là chiếc vô lăng đây. Đây là túi khí này. Đây là túi khí nằm ở trong khu vực này nhé các bác nhé. Đấy. Và đây là bộ này là chính là bộ điều chỉnh âm thanh. Chính là bộ điều chỉnh âm thanh nhé. Còn bên đây đấy là điều chỉnh ga tự động. Đấy, chiếc xe này nó trang bị cái bộ phận ga tự động các bác nhé. Các bác đi không cần phải đạp ga luôn. Không cần đạp ga, chỉ cần bấm ở trên đây là có thể điều chỉnh nhanh chậm này. Điều chỉnh nhanh chậm của tốc độ của xe. Đấy, điều chỉnh tốc độ của xe ở khu vực đấy, đúng không ạ? Rồi, ok. Bây giờ là đây là cái phần dàn điều hòa và dàn âm thanh nhé. Đấy, dàn điều hòa và dàn âm thanh. Điều hòa thì con này rất là mát và điều chỉnh cả lóng lạnh luôn. Âm thanh hay như vũ trường. Đấy, và trang bị rất là nhiều đĩa ở đằng sau cốp. Ok, đây là cái phần tắp lô của xe này. Cái này nó bị tuột ra nhé. Em có thể là nắp vào thêm. Tí em nó bị tuột ra thì em nắp thêm vào. Đấy. Và đây là cái rèm này. Cái này là ấn chỉnh rèm đằng sau. Các bạn ấn nút này thì cái rèm đằng sau kia nó sẽ lên xuống tự động. Cái rèm kia, rèm đằng sau, rèm che nắng kia nó sẽ lên xuống tự động các bác nhé. Rất là hiện đại, rất là tiện nghi. Đây là chiếc, đây là các táp lô nhé. Em quay kỹ phần táp lô của xe các bác xem và cảm nhận nhé. Đấy, táp lô của xe rất là mới, rất là sáng, rất là tươi. Đấy, đúng không ạ? Em quay bây giờ hiện tại nó không bị phản chiếu ánh nắng mặt trời, cho nên là các bác có thể nhìn và cảm nhận, đúng không ạ? Đấy, tất cả các của xe vẫn còn rất là nguyên bản, độ nguyên bản rất là cao. Đấy, đây là phần phần phụ số. Và đây là bộ điều chỉnh kính điện nhé. Bộ điều chỉnh kính điện ở đây. Và đây là sinh nhan đi thẳng này. Rồi, ok. Phần đây cũng vậy. Đây là phần da nhé. Da này là chuyên nghỉ tay. Các bác để tay ở đây khi lái mình để tay nó sẽ đỡ mỏi hơn. Và đây là cái phanh tay. Phanh tay thì các bác biết là đây là da vẫn còn da xịn luôn này. Da xịn của xe luôn. Đấy rồi. Ok, đây là ghế.
ghế bên phụ là da xịn nhé. Tổng thể chiếc xe này đấy là một bộ ghế da xịn và còn rất là mới. Bộ ghế da xịn còn rất là mới các bác nhé. Vâng, và đây là trần của xe này. Đấy, trần thì trần vẫn là trần lý nguyên bản luôn. Vẫn là trần lý nguyên bản và còn rất là mới. Đấy, đây là hai rèm che nắng và được tích hợp gương soi. Rồi, ok. Bây giờ em giới thiệu thêm, thế là con này là nó được trang bị là hai ghế trên chỉnh điện nhé các bác nhé. Đây, hai ghế trên hoàn toàn là chỉnh điện hết. Đấy, nhớ điện này, chỉnh lên, chỉnh xuống, chỉnh ra, chỉnh vào. Hai bên thì hai ghế trên được trang bị là ghế điều khiển bằng điện. Đấy, rất là tiện nghi đúng không? Và đây là cái phần bản lề cánh cửa luôn. Đây là phần lề cánh cửa nhé. Chứa cái đây là cái khóa nhá. Đấy, khóa của cánh cửa. Các bác nhìn luôn xem cái khóa cánh cửa còn rất là mới luôn này. Đấy, rất là sáng. Đấy, không bị mòn luôn. Đấy. Đây là thông tin của xe. Các bác nhìn nhá. Đấy rồi, ok. Bây giờ em sẽ quay phần sau của xe. Đây, tắt đi cửa đằng sau này. Tắt đi cửa đằng sau bên bên lái nhá. Đấy. Vâng, còn rất là đẹp luôn đúng không ạ? Bốn cánh cửa đều nhau. Bốn cánh cửa còn rất là đẹp, rất là đều nhau. Rất là mới đều. Đấy, đây trang bị túi khí nữa các bác nhé. Đây túi khí đây. Cái này là chỉnh điện lên xuống này. Rồi, ok. Đây là phần đằng sau em quay. Đấy. Đây là cái phần bạn này. Của cánh đằng sau đều có tem hết các bác nhé. Tem nguyên của xe vẫn còn nguyên. Đấy, lòng trong vẫn sơn zin. Rồi, ok, bây giờ em quay phần sau của chiếc xe BMW này. Có xem đúng không? Đấy, thì đây đều đằng trước, đằng sau đều xe nó còn đều nhau. Vẫn rất là đẹp luôn, đúng không? Đèn sau cũng vẫn là đèn nguyên bản xịn của xe các bác nhé. Form dáng xe rất là đẹp luôn này. Đúng không? Đấy, rồi, ok. Bây giờ em quay phần sườn bên phụ của xe. Đấy, hình thức xe rất đẹp nhé. Ở trên kia là con Mắc Lớp đời 2007, số rộng máy 2.0. Bác nào quan tâm thì alo cho em cái con xe đấy nhé. Đấy, giá chưa đến 200 triệu mà được con xe đời cao, giá rẻ, xe rất là đẹp luôn. Đây, quay gần một chút vào cái phần để các bác xem cái phần bên sườn của chiếc xe BMW này. Đấy, đèn này, đèn rất là sáng luôn, rất là mới luôn. Đúng không? Đấy, sơn xi sạch sẽ luôn. Tất cả kính không bị vỡ, kính nào chưa bị thay kính nào luôn. Đây là đa răng này. Đa răng của lốp đây. Đa răng lốp. Bốn quả lốp đều là lốp xịn nhá. Lốp này đây bác biết này, lốp này. Đây biểu tượng lốp đây. Lốp Michelin. Đấy. Rồi. Đây, vẫn kính vẫn tem này, đúng không? Rồi, ok. Gương bên đây á là sơn xi vẫn rất là sạch đẹp, soi gương được luôn. Xe rất là đều, về các bác mua về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Các bác chạy chiếc xe này vít cao tốc 600-670, ok. Không vấn đề gì, chạy rất chắc luôn. Đây là cánh đằng sau bên phụ các bác nhé. Rất đều, rất đẹp luôn này. Đều hết. Đây là túi khí. Bên ngoài được bọc da voi. Kính chỉnh điện. Đấy, tay mở cửa rất là sáng luôn, đúng không ạ? Đấy, tay mở cửa nhá, rất là sáng luôn. Không bị mòn, không bị bạc. Đấy, khóa đằng sau. Ghế da đây các bác nhé. Ghế da xịn theo xe luôn. Còn rất là mới. Nhiều bác thì em biết là chỉ thích dòng xe nó còn nguyên bản. Đấy.
Và các bác biết là những dòng xe BMW đấy, các bác cứ nhìn ghế da ấy, cái ghế da, đúng không? Ghế da mới lại một số phần này, các bác nhìn vào nó là biết là xe là ngồi nhiều hay ngồi ít, đi nhiều hay đi ít, đúng không ạ? Đấy. Đằng sau là được trang bị một dàn loa. Đằng sau các bác có thể để đồ nhé. Và đây là cái rèm che nắng này. Che nắng điều khiển bằng điện, điều chỉnh ở trên, tắp nô. Vâng, rồi. Đây là ghế ghế trên bên phụ nhé. Ghế trên bên phụ này. Rất đẹp luôn. Đây vào đây em đứng đây em quay tổng thể trước cái tắp lô của chiếc xe này. Form dáng tắp lô rất đẹp luôn. Các bác có đi đến 10 năm nữa cũng không bị lỗi thời. Tắp lô này không bị lỗi thời. Rất là phong cách luôn. Rồi đây là cánh cửa đằng trên bên phụ. Cánh cửa đằng trên bên phụ nhé. Một số bộ phận nó còn hơi bẩn một chút, các bác về đánh thì là sạch luôn. Như cái phần da này chẳng hạn. Đấy. Các bác về đánh thì là sạch luôn nhé. Đây. Rồi ok. Còn đây là ghế trình điện. Bên kia cũng vậy, bên kia và bên đây giống nhau luôn. Không có gì khác biệt. Chỉ khác biệt là thêm một chút thôi. Đấy. Chỉnh lên, chỉnh xuống này. Chỉnh cao, chỉnh thấp. Các bác có thể là chỉnh ghế thấp xuống và lưng cao ghế lên. Đây là tắp lô mà quay từ bên phụ sang các bác nhé. Tắp lô quay từ bên phụ sang này. Đấy. Đây là cốp đồ. Mở cửa ra. Đấy. Rồi, ok. Đấy. Đây hiện tại là em đang quay ở tại bãi xe nhà em nhé các bác nhé. Bãi xe nhà em là nằm ở số nhà 156 Ngô Bệ, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Đấy, nhà em kinh doanh các loại xe cũ. Rất nhiều chủng loại, đa dạng, các bác có thể là mua từ vài chục triệu, vài trăm triệu. Đấy. Và đây là em quay cái phần đăng kiểm. Đăng kiểm chiếc xe này có đến tháng 3 năm 2019 nhé. Rồi ok. Đấy. Thì vừa em cũng quay và giới thiệu cho các bác cái phần nội thất và phần ngoại thất chiếc xe BMW này. Đấy. Các bác để biết thêm thông tin chi tiết thì alo trực tiếp cho em nhé, hoặc là vào Zalo số điện thoại này nhé. Đấy, còn thì chiếc xe này các bác yên tâm một điều rằng là xe chất, xe đẹp. Không lỗi nhỏ, không lỗi nhé. Tất cả mọi thứ còn zin và nguyên bản hết. Đấy, gầm vệ sáng đẹp. Đấy, máy êm gầm chắc. Điều hòa mát, đăng kiểm còn. Đấy. Và máy rất là sáng. Bây giờ máy thì nó còn hơi bẩn một chút, thì có thể là em chụp em gửi cho các bác sau nếu các bác quan tâm đến phần máy của xe. Đấy. Nhiên liệu thì cũng khá là ổn cho với một chiếc xe này. Đấy, chiếc xe này các bác đi hoàn toàn yên tâm, không lo về vấn đề sửa chữa vì xe còn đẹp mà. Mà dòng này đấy thì đồ đạc của xe còn rất là nhiều, các bác mua thì nếu mà sau này có mua đấy mà liên hệ đồ đạc thì gọi điện cho em gửi về cho, rất là nhiều đồ. Rồi ok. Đấy, thì các bác nào mà ở xa đấy thì bên em có thể là hỗ trợ vận chuyển nhé, hỗ trợ vận chuyển và giúp hồ sơ cho các bác, có thể nào mà nói là từ bao luôn được, bao luôn hồ sơ và vận chuyển cho các bác luôn được nếu các bác ở xa. Đấy thì các bác chỉ ấy thôi, em chuyển xe cọc cho em một ít tiền và em chuyển xe cho, chuyển xe đến tận nơi rồi các bác nhận xe rồi thì thanh toán nốt cho em qua tài khoản các bác nhé. Rồi ok. Em tên là Trâm, sinh năm 1987 nhé, các bác tiện xưng hô. Vâng, các bác đăng ký kênh hộ em nhé, thì cập nhật những cái con xe mới về của em. Đấy, xe em thì về liên tục, ngày nào cũng có một dòng xe về, số tự động, số sàn cứ một vài chục, vài trăm triệu bên em có hết các bác nhé. Rồi ok, cảm ơn các bác đã quan tâm đến chiếc xe này của em. Ok, cảm ơn ạ.